Công an huyện Bảo Thắng, Lào Cai đã ra lệnh bắt giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Văn Cao, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hưng Cao về tội vi phạm quy định về an toàn lao động. Theo Công an tỉnh Lào Cai, khoảng 12 giờ 10 ngày 2 tháng 8, trong quá trình thi công lò silo chứa nguyên liệu của nhà máy nghiền xỉ thải Phốt Pho, công ty cổ phần sản xuất và thương mại Lào Cai, khu công nghiệp thị trấn Tằng Lỏng, huyện Bảo Thắng đã xảy ra đứt cáp cần cầu, làm rơi thùng xuống đất và từ khoảng cách là 20 mét, làm 3 người tử vong và 3 người bị thương. Cơ quan công an xác định ông Ngô Văn Cao, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Hưng Cao là người nhận thi công và giám sát thi công tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn lao động kể trên. Tại hiện trường, cảnh sát xác định đơn vị thi công sử dụng cẩu tháp nâng hạ hàng hóa để vận chuyển người là vi phạm quy định về an toàn lao động. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9 giờ của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC. Kính thưa quý vị, Bệnh viện Việt Đức thiếu một số loại thuốc do chưa thể đấu thầu, bệnh nhân mua ở ngoài, trong khi các bác sĩ phải điều tiết giảm ca mổ. Giám đốc bệnh viện cho biết đây là những loại thuốc không thể thay thế, rất quan trọng trong điều trị ngoại khoa, nhưng hiện không mua sắm được. Loại thuốc đang thiếu là albumin và gamma globulin, một dạng huyết tương protein. Tình hình diễn ra tương tự ở các bệnh viện công nên cũng không thể vay mượn. Về nguyên nhân, bệnh viện cho biết gói thầu các loại thuốc này xong có một hãng thuốc hay là nhà phân phối nào tham gia đấu thầu. Trong khi đó, đây là loại thuốc đặc thù rất cần trong lâm sàng, đặc biệt là với những bệnh nhân nặng, bệnh nhân ghép tạng. Để giải quyết tình hình này, Bệnh viện Việt Đức vừa gọi thầu, vừa điều tiết lịch mổ. Trung bình mỗi ngày bệnh viện tiến hành từ 270 đến 300 ca mổ phiên, 30 đến 40 ca mổ cấp cứu. Thiếu thuốc mê, bệnh viện giảm mổ phiên, dừng các ca phẫu thuật không đòi hỏi thực hiện ngay như là tháo nẹp vít, thẩm mỹ. Bệnh viện vẫn đảm bảo các ca mổ ung thư, cấp cứu, ghép tạng từ người cho chết não. Việc điều tiết lịch mổ phần nào đã giúp cho bệnh viện giải quyết được tình trạng thiếu thuốc. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị các đơn vị tăng cường tuần tra xử lý tình trạng chiếm dụng trạm dừng, nhà chờ xe buýt để tập kết rác buôn bán. Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, hiện Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh được giao quản lý hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông công cộng bằng xe buýt ở Thành phố Hồ Chí Minh, gồm trụ dừng, nhà chờ. Tuy nhiên, nhiều vị trí điểm dừng xe buýt lại đang bị chiếm dụng, vẽ bậy, tập kết rác, ảnh hưởng tới người dân đi xe buýt, đồng thời gây mất mỹ quan đô thị, trật tự an toàn giao thông. Do đó, Sở đề nghị Công an Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường xử lý những trường hợp vi phạm trộm cắp, phá hoại trạm xe buýt. Ngoài ra, đề nghị các địa phương phối hợp xử lý triệt để tình trạng tập kết rác ở hệ thống trạm dừng. Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về đấu giá biển số xe. Theo đó, dự thảo nghị định quy định về đấu giá biển số xe gồm có 4 chương và 30 điều. Tại chương 2, Bộ Công an đề xuất mức thù lao dịch vụ đấu giá chi đấu giá là 8% giá khởi điểm cho tổ chức đấu giá tài sản. Ngoài mức thù lao để đảm bảo tổ chức đấu giá tài sản thực hiện các trình tự thủ tục đấu giá, dự thảo nghị định còn quy định tổ chức đấu giá được thanh toán chi phí thực tế hợp lý với mức 10.000 đồng một biển số xe ô tô, 2.000 đồng một biển số xe mô tô, xe máy. Về quy định người trúng đấu giá biển số xe không nộp đủ tiền hoặc không nộp tiền trúng đấu giá theo thời hạn quy định, Bộ Công an đề xuất không được đăng ký tham gia đấu giá trong thời hạn 12 tháng. Điều này theo Bộ Công an nhằm hạn chế tình trạng gây nhiễu loạn, phức tạp cho hoạt động đấu giá trực tuyến và ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả của hoạt động thí điểm. Trước những ý kiến lộ lọt đề thi môn ngữ văn, đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ra công văn hướng dẫn việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm 2024-2025. Công văn nêu rõ đối với môn ngữ văn, tránh sử dụng những văn bản, đoạn trích đã được học trong sách giáo khoa để làm ngữ liệu kiểm tra, đánh giá năng lực đọc hiểu và viết trong các đề kiểm tra định kỳ nhằm khắc phục tình trạng học sinh chỉ học thuộc bài hoặc là sao chép nội dung tài liệu có sẵn. Ngoài ra, việc đánh giá cần phải thực hiện theo đúng quy định, không vượt quá yêu cầu cần đạt của chương trình, tăng cường việc kiểm tra đánh giá định kỳ thông qua bài thực hành, dự án học tập. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhấn mạnh các trường cũng cần tăng cường xây dựng ngân hàng câu hỏi, ma trận để kiểm tra theo yêu cầu cần đạt của chương trình môn học. Chuẩn bị cho học sinh lớp 9 làm quen với định hướng về thi tuyển sinh vào lớp 10, học sinh lớp 12 làm quen với định hướng đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran ngày 3 tháng 8 cho biết vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại thủ đô Tehran hôm 31 tháng 7 được tiến hành bằng cách phóng một đầu đạn tầm ngắn chứa khoảng 7kg thuốc nổ từ bên ngoài vào khu vực nhà khách, gây ra vụ nổ lớn. Tuy nhiên, lực lượng này không nói rõ chủng loại tên lửa cũng như tầm bắn của nó. Đây là thông báo chính thức đầu tiên của Iran về nguyên nhân gây ra vụ nổ khiến ông Haniyeh, thủ lĩnh chính trị của Hamas, thiệt mạng tại nhà khách ở ngoại ô Tehran khi ông tới đây dự lễ nhậm chức của tân tổng thống Iran. Israel không xác nhận cũng không phủ nhận việc đứng sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas, trong khi Iran và Hamas đều tuyên bố sẽ trả thù. Trong khi đó, tờ New York Times ngày 3 tháng 7 đưa tin Iran đã bắt đầu giữ hơn 20 cá nhân liên quan đến vụ ám sát ông Haniyeh. Những người bị bắt giữ bao gồm sĩ quan tình báo cấp cao, quan chức quân sự và nhân viên của nhà khách nơi xảy ra vụ ám sát. Ai Cập ngày 3 tháng 8 đã yêu cầu Israel rút quân khỏi hành lang Philadelphia và khu vực cửa khẩu Rafah, đồng thời đình chỉ chiến dịch tấn công hiện nay ở giải Gaza. Hãng tin Tân Hoa cho biết phía Ai Cập đã đưa ra những yêu cầu trên trong cuộc gặp với một phái đoàn an ninh Israel đang có mặt ở Cairo để thảo luận với phía nước chủ nhà về một thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas. Trước đó cùng ngày, phái đoàn Israel gồm người đứng đầu cơ quan an ninh Israel và cơ quan tình báo Mossad đã tới Cairo để thương thảo về một thỏa thuận ngừng bắn tiềm tàng, trong đó bao gồm việc trao đổi con tin và tù nhân. Từ tháng 5, quân đội Israel đã kiểm soát khu vực ở cửa khẩu Rafah ở phía vùng lãnh thổ của người Palestine, khiến hoạt động hỗ trợ nhân đạo từ Ai Cập và Gaza bị đình trệ. Đây cũng là phái đoàn Israel đầu tiên đến Ai Cập sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Haniyeh của phong trào Hamas tại thủ đô Tehran của Iran. Ban vận động tranh cử của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã từ chối đề xuất của cựu Tổng thống Donald Trump thuộc Đảng Cộng Hòa về việc tổ chức một cuộc tranh luận trên kênh truyền hình Fox News vào ngày 4 tháng 9 tới. Trong một tuyên bố, ban vận động tranh cử của bà Harris nhấn mạnh phía ông Trump cần ngừng chiêu trò và xuất hiện trong cuộc tranh luận đã cam kết vào ngày 10 tháng 9 tới. Theo đó, Phó Tổng thống Harris sẽ ở đó bằng mọi cách để nắm bắt cơ hội phát biểu trước khán giả toàn quốc vào giờ vàng. Bà cũng cho biết sẵn sàng thảo luận về các cuộc tranh luận tiếp theo sau cuộc tranh luận mà cả hai chiến dịch đã đồng ý. Trước đó, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump tuyên bố đã nhất trí với kênh Fox News về việc tổ chức một cuộc tranh luận trên truyền hình với bà Harris vào ngày 4 tháng 9. Theo ông, cuộc tranh luận thứ hai của ông với ông Biden ở trên ABC vốn được lên lịch vào ngày 10 tháng 9 đã không còn liên quan sau khi Tổng thống đương nhiệm từ bỏ cuộc đua. Các đối tượng biểu tình cực hữu đã đụng độ với cảnh sát tại nhiều thành phố lớn ở Anh trong ngày 3 tháng 8, dẫn đến hàng loạt vụ bắt giữ và nhiều cảnh sát bị thương, trong khi giới chức cảnh báo tình trạng hỗn loạn có thể tiếp tục trong những ngày tới. Nhiều hành vi bạo lực và côn đồ diễn ra tại các thành phố như Manchester, Liverpool, Blackpool. Tại cuộc họp với các bộ trưởng vào sáng ngày 3 tháng 8, Thủ tướng Keir Starmer khẳng định chính phủ hoàn toàn ủng hộ lực lượng cảnh sát xử lý những kẻ cực đoan đang gieo rắc thù hận và gây nên tình trạng bất ổn trên khắp đất nước. Làn sóng biểu tình bạo lực bùng phát tại các thành phố ở Anh từ hôm ngày 30 tháng 7 sau vụ đâm dao tại thị trấn Southport khiến cho 3 bé gái thiệt mạng và 10 người bị thương do thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội về danh tính và tôn giáo của nghi phạm, cáo buộc nghi phạm là người Hồi giáo đang xin tị nạn. Bản tin 9 giờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.